Kính thưa quý vị, đặc phái viên thương mại Hoa Kỳ đến Nhật Bản để đàm phán về TPP, tin từ Tokyo. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman, đã gặp đối tác Nhật Bản vào ngày hôm nay để kêu gọi Nhật Bản tiếp tục các cuộc đàm phán song phương để đạt được một thỏa thuận thương mại tự do được thiết lập để bao gồm 2/5 nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ hy vọng có thể đưa ra một đề nghị với Nhật Bản về những rào cản thương mại trong tháng 9 như là một phần trong nỗ lực để đạt được tiến triển trong Hiệp ước Thương mại Tự do giữa các đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, vào cuối năm nay. Ông Froman đã gặp Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Akira Amari, người đã nói rằng họ sẽ làm việc để hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm 2013. Các giới chức từ 12 quốc gia trong các cuộc đàm phán TPP sẽ gặp nhau tại Brunei vào thứ Năm, nhưng những quyền lợi quốc gia làm cho họ khó có thể đồng ý với nhau về việc giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp hay cắt giảm những rào cản đối với các ngành công nghiệp mà các nước muốn bảo vệ. Chính phủ Nhật Bản đang chịu áp lực nặng nề từ những nông dân chống lại việc cắt giảm thuế cho các sản phẩm như gạo, nhưng ông Amari đã nói rằng Nhật Bản ít nhất sẽ bàn về các vấn đề nhạy cảm này. Ông Froman nói, việc chính phủ Nhật Bản sẵn sàng bỏ dần 85% thuế quan đối với các hàng hóa theo đàm phán TPP là một bước khởi đầu tốt. Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã thúc đẩy việc giảm bớt thuế quan đối với xe hơi và sự tiếp cận nhiều hơn với thị trường bảo hiểm của Nhật Bản, nhưng đã có được rất ít thành công cho đến nay. Hoa Kỳ đang dẫn đầu các đàm phán TPP, hiện đang bao gồm Úc, Tân Tây Lan, Mỹ Tây Cơ, Canada, Chile, Peru, Mã Lai, Việt Nam, Singapore, Nhật Bản và Brunei như một phần của chính sách tập trung hơn vào châu Á.